Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt 4 phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một số quốc gia trên thế giới. Kiều bào tại Pháp tham gia diễu hành chống Monsanto. Đây chính là tập đoàn đã sản xuất chất độc da cam mà Mỹ giải xuống Việt Nam trong chiến tranh. Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 tại Phủ Đồng Tâm, thành phố Erfurt, Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa quý vị, tại thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, nơi thiết đặt bức tượng Bác Hồ đầu tiên tại Nhật Bản, năm thứ ba liên tiếp tổ chức các hoạt động tuần lễ kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại khu vực Osaka chủ trì vận động người dân Nhật Bản, người Việt sinh sống tại Nhật Bản hướng về không gian tưởng niệm Hồ Chí Minh tại thành phố Mimasaka. Lễ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ và triển lãm tranh về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh được diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 5. Các hoạt động tuyên truyền, phát tài liệu sẽ được diễn ra đến hết tháng 5 nhằm quảng bá không gian tưởng niệm Hồ Chí Minh đối với người dân Nhật Bản, những người Việt đang học tập, sinh sống tại Nhật Bản. Năm nay, khu tưởng niệm đã đón nhận sự quan tâm hơn của các cá nhân, hội đoàn và báo chí truyền thông Nhật Bản. Tuần lễ kỷ niệm sinh nhật Bác năm nay là tâm huyết ý tưởng của các bạn trẻ thuộc Hội Thanh niên Sinh viên khu vực Osaka. Dưới sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Mimasaka và Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka. Thành phố chúng tôi hiện có khoảng 170 thực tập sinh kỹ năng người Việt đang sinh sống và làm việc. Họ là những người làm việc rất chăm chỉ, hết mình với công việc. Những hoạt động như thế này chúng tôi kỳ vọng sẽ thu hút nhiều hơn những con người như vậy. Năm 2017, hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, Việt Nam đã trao tặng bức tượng Bác Hồ ngồi đọc báo cho đại diện chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka. Đây là món quà đặc biệt có ý nghĩa của Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng của chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka nói riêng và Nhật Bản nói chung, biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc và mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Còn tại Ấn Độ, ngày 17 tháng 5 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện di chúc và 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó đã diễn ra lễ khai trương góc Hồ Chí Minh tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Ấn Độ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Xanh Châu nhấn mạnh sự kiện này là một hoạt động đầy ý nghĩa để tôn vinh và để bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người được UNESCO công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, góp phần khắc sâu và thực hiện hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đều đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, cũng như vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru trong việc đặt nền móng cho quan hệ hai nước. Sau tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cùng các quan khách đã cắt băng khánh thành góc Hồ Chí Minh tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Ấn Độ. Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Xanh Châu cũng đã trao tặng Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru được chụp cách đây hơn 60 năm nhân dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Ấn Độ vào năm 1958. Thông tin về các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhiều nơi trên thế giới sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của người và 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ 1969-2019, chiều ngày 19 tháng 5, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng các cơ quan bên cạnh và đại diện sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học của Singapore tổ chức chương trình tọa đàm theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước tại các nước Đông Nam Á. Đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa to lớn giúp gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Singapore cùng hướng về quê hương, xây dựng tổ quốc và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Singapore ngày càng phát triển. Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã tổ chức tọa đàm học tập phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại buổi tọa đàm, rất nhiều mẩu chuyện về phong cách ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được chia sẻ để minh chứng ngoại giao Hồ Chí Minh chính là sự kết hợp có chọn lọc giữa chủ nghĩa yêu nước, văn hóa dân tộc và truyền thống ngoại giao Việt Nam, mang lại bản sắc riêng cho nền ngoại giao Việt Nam. Trước đó, vào tối ngày 18 tháng 5, Đoàn cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba đã tổ chức buổi văn nghệ và thi tìm hiểu lịch sử với chủ đề Theo dấu chân Bác. Điểm nhấn của đêm sinh hoạt là cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tổ chức mô phỏng theo công thức của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia với những câu hỏi, trả lời cung cấp cho những đội chơi và khán giả những kiến thức lịch sử phong phú về thân thế, quá trình tìm đường cứu nước, những tác phẩm và lời dạy thể hiện tư tưởng của người. Ngày 18 tháng 5 vừa qua tại Paris, hàng ngàn người dân và nhiều hội đoàn Pháp đã xuống đường diễu hành biểu tình chống tập đoàn công nghiệp Monsanto Paye, một tập đoàn chuyên sản xuất các chất hóa học gây độc hại cho môi trường và sức khỏe của con người. Đây chính là tập đoàn đã sản xuất chất độc da cam dioxin cung cấp cho quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Cuộc diễu hành đã kéo dài 3 giờ trên các đường phố Paris. Nhiều bà con kiều bào và các bạn bè của Hội Việt Nam Dioxin là tổ chức đã ủng hộ bà Trần Tố Nga đòi công lý đã tham gia sự kiện. Đích thân bà Trần Tố Nga cũng đã xuống đường cùng đoàn diễu hành. Tôi muốn hoa, tôi không muốn Monsanto. Monsanto bán cái chết. Hãy tránh xa Monsanto. Đó là những khẩu hiệu được người tham gia diễu hành cầm trên tay. Cùng với rất nhiều cách cải trang khác nhau vì môi trường, vì sức khỏe con người. Có rất nhiều những bức ảnh của các nạn nhân Việt Nam phải chịu di chứng của chất độc da cam được giơ cao trong lễ diễu hành. Đây là một sự kiện thường niên được bắt đầu từ năm 2013. Năm nay, diễu hành chống Monsanto được diễn ra cùng ngày trên hơn 30 tỉnh thành tại Pháp và trên toàn thế giới. Bà Trần Tố Nga, một người Pháp gốc Việt, là nạn nhân của chất độc da cam. Từ nhiều năm nay, được sự ủng hộ của bạn bè và nhiều hội đoàn, bà đã kiện tập đoàn Monsanto và vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện này. Dẫu sức khỏe không tốt, nhưng bà Nga vẫn tham gia cuộc diễu hành. Chất độc da cam đó nó đã gây ra những cái tác hại không những cho môi trường của Việt Nam mà cho con người của Việt Nam. Và để lại cho đến hiện nay là 4 triệu nạn nhân. 5 năm với 13 cái phiên tòa vẫn chưa đạt được cái gì hết. Phía Monsanto và các cái công ty Mỹ sản xuất hóa chất đó, nó vẫn cứ cố tình kéo dài. Cho nên cuộc đấu tranh nó vẫn kéo dài và còn rất là gay go. Cho nên là càng có đông người hiểu hơn về cái thảm họa da cam thì là bản thân tôi cũng như là tất cả chúng ta đó sẽ càng mạnh mẽ hơn để đi đến đích cuối cùng. Tập đoàn Monsanto được thành lập từ năm 1901. Bắt đầu từ những năm 1940, Monsanto là nhà sản xuất nhựa hàng đầu thế giới như polystyrene và sợi tổng hợp. Chính Monsanto đã là nhà sản xuất chất độc da cam và thả xuống miền Nam Việt Nam. Chất độc này và bom napalm đã thảm sát rất nhiều những cánh rừng và nhân dân Việt Nam. Khủng khiếp hơn, nó còn để lại rất nhiều di chứng về thiên nhiên, đất đai cũng như con người. Mới đây, tập đoàn công nghiệp Bayer của Đức đã mua lại tập đoàn này và đổi tên thành Monsanto Bayer. Ngày 19 tháng 5 vừa qua tại thành phố Erfurt, phủ Đồng Tâm đã long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2563. Đến tham dự có Đại Đức Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Phúc Lâm, Potsdam cùng đông đảo bà con Phật tử các vùng lân cận đã về tham dự. Ngay sau khai mạc là lễ rước và cung nghinh chư tôn Thiền Đức, niệm Phật cầu quốc thái dân an. Được lắng nghe những lời pháp thoại của Đại Đức Thích Thông Đạt, những bài giảng về cách hóa giải những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống. Một trong những nghi lễ trang nghiêm và gây xúc động trong lòng người yêu kính đạo Phật và cộng đồng người Việt xa quê hương là nghi lễ tắm Phật. Đây là nghi lễ thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật và để mỗi người quay về với chính mình, hướng đến một nếp sống hướng thiện, để bà con dù sống xa quê hương nhưng vẫn luôn một lòng hướng về quê hương đất nước, gìn giữ các giá trị tốt đẹp, nhân văn của đạo Phật. Cuối buổi lễ là chương trình văn nghệ mừng đại lễ Phật Đản do các ca sĩ Phật tử cộng đồng trình diễn, góp phần cho đại lễ được thập phần viên mãn. Con đường hòa bình là một trong những dự án ý nghĩa được khởi xướng bởi nữ giáo sư tiến sĩ luật học, đồng thời là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Nga Irina Umova. Dự án đang được triển khai trên khắp nước Nga, mang thông điệp về những miền đất hòa bình,
Tình yêu với Việt Nam cũng đã được giáo sư Irina Umnova mang theo trên những hành trình của mình. Một lễ hội hòa bình dành cho trẻ em thành phố Pereslav Zaleski. Nụ cười, âm nhạc và những bông hoa xinh đã kết nối những thiếu nhi Nga với những người bạn đến từ Việt Nam. Đây là một trong nhiều hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Con đường hòa bình thuộc Trung tâm Luật Hòa bình mà giáo sư Irina Umnova đã tâm huyết thực hiện trong những năm gần đây. Thông qua Con đường hòa bình, chúng tôi thực hiện nhiều dự án. Một trong số đó là Luật Hòa bình Nga và Việt Nam. Chúng tôi không chỉ in sách mà còn làm phim, tổ chức hội thảo, giao lưu văn hóa nhằm giới thiệu đến công chúng về tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga. Bà Irina Umnova từng hai lần đến Việt Nam và ấn tượng sâu sắc về sự đổi mới ở đất nước này. Theo bà, một dân tộc từng chịu nhiều mất mát trong chiến tranh sẽ trân trọng hơn tất cả giá trị của hòa bình. Hiện bà đang ấp ủ ước mơ thực hiện dự án Con đường hòa bình tại Việt Nam. Đó sẽ là diễn đàn quốc tế với những hội thảo về hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. Chúng tôi làm tất cả những điều này để mọi người hiểu nhiều hơn về Việt Nam hôm nay, để không còn cái nhìn một chiều về Việt Nam. Đó là một Việt Nam hiện đại đang phát triển mạnh mẽ, với nhịp sống mới, những hoạch định tương lai. Bắt đầu hành trình từ Vladikavkaz vào tháng 5 năm 2011, bà Irina Umnova và những cộng sự của mình đã đi qua nhiều vùng đất xa xôi, cách trở của nước Nga, mang theo thông điệp hòa bình và cả câu chuyện từ Việt Nam. Con đường hòa bình của bà vẫn đang tiếp tục trải dài với nỗ lực của người phụ nữ không mệt mỏi với các hoạt động thiện nguyện, với tình yêu và niềm tin vào sức mạnh của hòa bình. Ngày 19 tháng 5 tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tổ chức sự kiện thể thao cộng đồng mang tên Từ lời nói đến hành động, thách thức sức khỏe cho mọi người lần thứ hai. Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã tới Geneva để tham dự Đại hội đồng WHO, cũng đã tham dự vào sự kiện thể thao này. Đây là sự kiện thể thao ngoài trời, khuyến khích sự tham gia của đông đảo người dân, mọi lứa tuổi, tùy khả năng của mỗi cá nhân, với các thử thách đi bộ, chạy trên quãng đường từ 3 đến 8 km. Phát biểu tại sự kiện thể thao ngoài trời này, Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe và đặc biệt hoạt động thể chất, rèn luyện sức khỏe cho tương lai lành mạnh, bền vững. Ngoài ra, WHO cũng muốn nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo cho mọi người dân tiếp cận được các dịch vụ y tế cần thiết và ghi nhận vai trò quan trọng của thành phố Geneva, Trung tâm Y tế Sức khỏe Toàn cầu. Cũng trong ngày 19 tháng 5 tại Thừa Thiên Huế, lễ hội ẩm thực chay lần đầu tiên do Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đã chính thức bế mạc. Lễ hội ẩm thực chay với các hoạt động đã được tổ chức xuyên suốt trong 3 ngày qua như việc quảng bá các món ẩm thực chay tinh tế, đa dạng, hội thảo về bảo tồn, phát huy giá trị ẩm thực chay Huế. Một trong những hoạt động có ý nghĩa, ban tổ chức chương trình đã chọn ra 5 món chay đặc sắc trong số hơn 350 món ăn được giới thiệu và 5 gian hàng ấn tượng nhất trong số 40 gian hàng tham gia tại lễ hội. Theo ban tổ chức, trong 3 ngày diễn ra lễ hội, có gần 30.000 lượt khách đến tham dự và thưởng thức hàng trăm món ẩm thực chay đặc sắc. Lễ hội ẩm thực chay lần đầu tiên được tổ chức tại Thừa Thiên Huế đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm đối với du khách trong và ngoài nước. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go cũng như là qua ứng dụng di động VTV Go. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.